các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bino Minh Phụng. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem thực tế là cái cây Custman K350 này nó có thực sự đáp ứng được nhiều nhu cầu như là mình đã nói trong những video trước hay không. Ví dụ như là đi show nè, để học nè, để giải trí nè. Và đặc biệt hôm nay mình sẽ mang cho các bạn những intro style hot nhất. Hãy đón xem nhé. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn điệu DJ Promo. Đây là một cái điệu DJ thì mình các bạn biết đó là một cái điệu linh hồn của những cái quán bar, quán pub, club, vũ trường. Thì cái điệu này á, nó có gì đặc biệt trên cái đàn này? Bởi vì nó được cập nhật mà, các bạn xem nhé. Giờ mình sẽ mở intro cho các bạn xem. Bạn thấy đó, cái điệu này rất là năng lượng luôn. Tiếng trống á, hay là tiếng bass đập đập nịt nịt. Đó, các bạn thấy không? Thì cái điệu này á, các bạn có thể chơi đầy đủ thể loại nhạc từ remix cho tới những cái nhạc hot nhất hiện nay, như hồi nãy mình đánh bên trên tầng lầu chẳng hạn. Đó mới chỉ là một điệu DJ Pro thôi các bạn. Bây giờ mình mở thử cho các bạn nghe DJ Pro 3 nó như thế nào nha. Hồi nãy là DJ Pro 1, bây giờ tới Pro 3. DJ nó rất là giật, nghe rất là đã, chúng ta có thể quẩy được rất là sướng. Nghe tiếng chấm mình đập 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 bùm bùm. Các bạn có thấy là những cái tinh chỉnh, những cái tiếng ở trong đây nó rất là chi tiết từng chút một. Với tầm giá dưới 10 triệu thì có con nào có thể mà nghe được như vậy đâu. Các bạn thấy không, ở đây chúng ta có thể chép được tới 50 sampler lận, trong khi những cái đàn dưới 10 triệu chỉ chép USB thôi. Tiếp theo thì công ty mới vừa cập nhật điệu Cha Cha Asia. Đây là một điều chắc chắn luôn, mình chắc chắn là các bạn vừa nghe cái intro là các bạn cảm thấy cực kỳ quen thuộc này. Các bạn nghe thử nha. Rất là quen thuộc, đây là cái nhạc hòa tấu coi như là người Việt Nam nào chúng ta cũng đều nghe hết, đúng không? Bây giờ là điệu rumba, một điệu cực kỳ phổ biến trong tất cả những cái buổi tiệc của chúng ta, hay là chúng ta có nghe ngoài đường, hay là lên xe đò chúng ta vẫn có thể nghe được những điệu này nữa. Rất là đặc trưng nha các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn nghe coi là cái điệu rumba mới nó sẽ như thế nào, chất âm nó như thế nào nha.
Rumba, cái chi tiết từng tiết trống, từng cái tiếng rum của nó rất là hay các bạn. Nó đúng là mang cái chất dân ca Rumba của Việt Nam luôn. Và thêm đó là những cái tiếng chanh sáo bầu nữa. À phải nói luôn là trong tầm giá dưới 10 triệu, chanh sáo bầu chỉ có trên cái đàn Custman K350 rồi thôi. Để nói về dân nhảy hay là khiêu vũ thì chúng ta không thiếu một cái điệu, đó là điệu tango. Điệu tango thì mình sẽ đánh hai bài, đó là bài Tango Xa Rồi và bài gì ta, Từng Bước Từng Bước Chân. Mình không biết là mình không nhớ rõ cái tên, nhưng các bạn nghe thử nha. Và mình đảm bảo là cái điệu tango này hay hơn rất nhiều so với cái điệu lần trước, bởi vì nó được cập nhật mà. Các bạn nghe thử ha. Điệu tango không? Rất là bóp, dành cho dân khiêu vũ ha. Bây giờ mình có thêm một cái loại DJ nữa, nhưng mà DJ này là đặc biệt dành cho cái bài. Bài này hot thì lâu rồi, nhưng mà lần này được làm lại remix thì các bạn rất là hay. Các bạn xem thử những cái chi tiết chất âm, điệu drum trống cho trong cái phiên bản lần này của điệu DJ Cồng Chiêng nha. Thấy cái intro style này nó có giống y hệt như cái bản remix của Tóc Tiên không? Hãy để lại comment bên dưới nhé. Hãy comment và like, subscribe để cho tụi mình có thêm động lực làm nhiều video có ích hay hơn cho các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.